Lân Sư Rồng huyện Hóc Môn mở rộng lần 2 năm 2024 hứa hẹn sẽ mang đến những tiết mục vô cùng ấn tượng và đặc sắc. Thưa quý vị, hãy cho một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần cho đoàn Phước Anh Đường. We'll be right back.
Vâng, xin trân trọng cảm ơn phần biểu diễn Lân Sư Rồng của đoàn Phước Anh Đường.